Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Hiện tại giờ em đang quay video là 5 giờ mấy. 5 giờ mấy cũng gần tối rồi mấy anh chị. Ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch thì em tranh thủ em làm cái video này để tối nay đăng lên cho mấy anh chị coi. Thì trong video này em vẫn tiếp tục trả lời một số câu hỏi mà mấy anh chị cũng rất là quan tâm. Thì cái video này nối tiếp với cái video ngày hôm qua đấy mấy anh chị. Thì chăm sóc mai nó có rất là nhiều cái tình huống nó khác nhau. Mấy anh chị nào mà mới tập chơi á, nếu mà nghe không kỹ những lời em chia sẻ trên video thì mấy anh chị xả tới xả lui nghe cho kỹ từng lời em nói. Thì em chia sẻ trên video là nó có rất nhiều cái tình huống khác nhau nha mấy anh chị, chứ không phải như mà người ta chia sẻ chỉ găm vào một cái tình huống thôi đâu nha. Em chia sẻ là nó có rất nhiều tình huống mà em chia sẻ rất là kỹ. Anh chị nào nằm trong nghề rồi á mới hiểu được cái lời nói em nói, còn anh chị mới tập chơi thì mấy anh chị nghe và xem nó rất là rối, bởi vì em chia sẻ nhiều tình huống lắm nha mấy anh chị. Thì mấy anh chị mới tập chơi á, thì mấy anh chị xem qua video của em á, rồi mấy anh chị mới suy nghĩ lại cây mai của mình ở nhà nó có giống như vậy không, rồi mấy anh chị khắc phục nha. Thì để tiếp tục trả lời một số câu hỏi, thì trong video này em trả lời câu hỏi ngày hôm qua thì có một bạn đó vào bình luận nói là: anh ơi, cây mai của em bây giờ nó đã nở hết rồi và em lặt lá, vậy mình chăm sóc từ bây giờ đến Tết nó có bông không? Thì tình huống này nó có hai cái cách khắc phục tối ưu nhất. Em phải nhìn cái bộ tàn cây mai em, nếu như bộ tàn cây mai em nhiều mà em nhìn cái bộ lá cây mai em nó vẫn còn xanh mà nó đã nở bông hết 80-90% rồi, thì cái biện pháp tối ưu nhất là em lặt bỏ những cái bông đó, lặt bỏ những bông đó, chừa lại bộ tàn bộ lá, bởi vì bộ lá cây mai em nó còn xanh, chừa lại bộ tàn bộ lá thì em vẫn tưới dưỡng rễ và hữu cơ cho nó theo định kỳ 1 tháng tưới 1 lần. Còn phân hóa học đó thì em bón 20-10-10 hoặc là 16-16-8 cũng vẫn được, bón cho nó, bón thúc, có nghĩa là bón thúc đó là 15 đến 20 ngày em bón 1 lần để cho nó tiếp tục đi tàn. Rồi đến giữa tháng 8 rồi em mới coi cái bộ tàn đó, nếu như bộ tàn nó dài quá bắt đầu em mới cầm cái kéo ra em mới con tàn nó để tạo nụ giữa tháng 8. Mà nếu như em chăm sóc trễ đi nữa là đến đầu tháng 9 thôi vẫn còn kịp. Đến đầu tháng 9 á, bộ tàn cây mai em nhiều quá rồi á, em con tàn cho nó rồi em bón phân 3 số vào. Cây mai em nó sẽ tạo nụ mới, có nghĩa là mình lấy những cây đọt tiếp theo và những cái mầm chồi mà nó chưa nở đó, là theo anh nghĩ là nó còn rất là nhiều. Mình lấy những cái mầm chồi đó và những cái cây đọt tiếp theo. Rồi một biện pháp tối ưu thứ hai nữa là em coi cái bộ lá nó. Nếu như cái bộ tàn nó nhiều, bộ lá nó già mà nó bị nhện đỏ này kia nọ, nó già nó muốn rụng hết á. Thì bây giờ mai em nó đã nở hết rồi, em giữ bộ lá lại làm cái gì nữa? Thì bắt buộc em phải lặt cái bộ lá đó bỏ. Thì bữa nay là mùng 7 tháng 7 âm lịch rồi. Mà nếu như em chăm sóc nó giỏi á, đến đầu tháng 9 với một cái tiêu chí là cây mai em, bộ tàn cây mai em phải nhiều. Đến đầu tháng 9 rồi em cũng vẫn cầm kéo ra con tàn nhạo vào để mình bón phân tạo nụ cho cây. Mà em muốn bón phân tạo nụ nhanh nhất á, chính là phân 3 số. 3 số 15, 3 số 17 hoặc là 3 số 16 cũng vẫn được. Nếu như em không có phân 3 số em bón 20, 20, 15 vào. Với một cái tiêu chí là đến đầu tháng 9 cây mai em phải đủ tàn nha, hoặc là giữa tháng 9 cây mai em phải đủ tàn nha. Thì khi đủ tàn rồi em cầm cái kéo ra em con nhẹ vào để mà mình chặn đọt. Thì cái biện pháp chặn đọt đó cũng là một cái biện pháp tạo nụ cho cây, không cho đi đọt nữa. Sau khi em chặn đọt xong em bón 20 20 15 hoặc là phân 3 số vào thì nó sẽ tạo nụ rất là nhanh. Ngoài ra mình bón phân á, mà nếu như em muốn cây mai em vào nút nụ nhanh nữa là em phải giảm nước tưới, có nghĩa là một ngày em tưới 2 lần đúng không, một ngày em tưới 2 lần, nhưng mà bây giờ một ngày em tưới sương 1 lần thôi. Em nên lưu ý là em tưới nước làm sao không để cho cây mai em nó héo lá, có nghĩa là mình giảm nước, nước cây mai mình nó vẫn đầy đủ nhưng mà nó không có dư cái lượng nước, em hiểu không? Nếu mà em tưới dư cái lượng nước á thì cây mai em nó sẽ phóng đọt hoài, nó phóng đọt hoài, nó không tập trung tạo nụ. Cho nên mình chăm sóc, mình bón phân và mình giảm tưới nước á, là em phải nhìn cây mai em nó không không để cho nó thiếu nước, cũng không để cho nó dư nước. Các biện pháp giảm nước á, đó cũng là một biện pháp tạo nụ rất là hiệu quả.
Ngoài ra thì còn một số biện pháp nữa, nhưng mà anh chỉ chia sẻ với em là em chỉ áp dụng như anh nãy giờ chia sẻ đó, là cái mai em nhất định sẽ thành công. Còn nếu như bây giờ nó đã nở hết rồi mà em bộ lá cây mai em nó đã già đã xấu rồi, nếu mà em không lặt thì nó cũng như không thôi, bắt buộc em phải lặt lặt đi chăm sóc. Nếu như Tết đó, em chăm sóc giỏi thì nó sẽ có bông giống như nãy giờ anh nói, còn nếu như em chăm sóc mà nó yếu kém, cây mai em sượng tới sượng lui thì khả năng cây mai em là nó sẽ không cho bông Tết được. Thì tình huống này á, em dưỡng lại năm sau em chơi, đến Tết á, da mùng á, em xả tàn cho cây, xả tàn cho cây rồi em lấy lại cái bộ tàn mới từ đầu năm đến năm sau để em chơi Tết ha. Thì nãy giờ anh chia sẻ như vậy thì chắc em đã hiểu rồi. Thì hiện tại giờ em đang quay video là cũng cũng gần tối rồi, bên chị thấy không rõ thì cũng thông cảm giùm em, với lại em cũng không có thực hành gì hết cho nên cũng không cần phải thấy rõ đâu mấy anh chị, chỉ nghe qua cái lời nói thôi. Anh chị nào mà tiếp thu không kịp thì xả tới xả lui của cái video để mà tiếp thu từng cái lời em nói hết mấy anh chị. Rồi, trả lời câu hỏi thứ hai nữa là những cái mai nụ to, để tiếp nối với cái video ngày hôm qua thì em xin nhắc kỹ lại mình khắc phục cây mai nụ to như thế nào. Thì cũng có rất là nhiều anh chị hiện tại giờ nó cây mai mấy anh chị nó đã có nụ to rồi, nó đã có nụ to rồi thì nó có hai cái nguyên nhân để mà khắc phục. Cái thứ nhất là mấy anh chị nhìn cái bộ tàn cây mai mấy anh chị, nếu như bộ tàn cây mai mấy anh chị nó ít tàn mà nụ to rồi thì phân bón tối ưu nhất chính là phân 30-10-10 hoặc là 20-10-10 bón vào để cho nó mau đi tàn tiếp tục. Từ đây đến tháng 9 còn rất là nhiều cái đợt tiếp theo nữa mấy anh chị, không có nôn nóng gì lắm. Mà khi mấy anh chị bón phân NPK có hàm lượng đậm rồi thì những cái nụ to ở bên trong á, những cái nụ to ở bên trong á, nếu đến tháng 9 tháng 10 thời tiết khắc nghiệt thì những cái nụ đó nó có khả năng nó nở, thì nó nở là nó nở kệ nó, mình chỉ lấy những cái đợt tiếp theo hoặc là mình lấy những cái mầm chồi tiếp theo như thế này đó, những cái đợt tiếp tiếp theo và những cái mầm chồi tiếp theo thì chắc chắn cây mai mấy anh chị Tết nó sẽ có bông chơi. Còn cây mai mấy anh chị tàn ít mà mấy anh chị không dám bón NPK 30-10 hoặc là 20-10 thì nó sẽ ít đi tàn rồi đến tháng 9 tháng 10 nó sẽ nở một cái là banh xác luôn, mình không còn một cái đọt nào để mà dớt dát hết mấy anh chị. Còn trường hợp thứ hai, cây mai mấy anh chị nó đã đủ tàn, tàn lá xum xuê mà nụ bên trong nó to, nụ nhiều và đều, nụ nhiều có nghĩa là nụ nhánh nào như nhánh ấy đều có nụ to hết, thì cây mai này cách tối ưu nhất là mấy anh chị giảm phân bón. Cách tối ưu nhất á, là mấy anh chị nên duy trì cái lượng nước tưới hàng ngày cho nó, không để cho cái bộ lá nó già nó vàng ha. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai nữa là mình bón phân thì giảm phân bón lại 2 đến 3 tháng mấy anh chị bổ sung phân bón cho nó một lần. Còn về tưới rượng rễ và hữu cơ thì như em đã chia sẻ, bất cứ cây mai nào đi nữa thì mình vẫn tưới rượng rễ N3M kết hợp với hữu cơ, tưới cho nó theo định kỳ hàng tháng. Ví dụ như cây mai tàn nhiều, một tháng em tưới một lần. Còn mấy anh chị muốn tưới thúc á, thì 15 ngày đến 20 ngày mấy anh chị tưới một lần. Còn cây mai tàn nhiều á, là một tháng tưới một lần, và phân bón nó cũng vậy luôn á mấy anh chị. Rồi thì đó là cái cách tối ưu khắc phục cho những cây mai nụ to ha. Còn anh chị nào cái bộ lá cây mai mấy anh chị nó già nó yếu tàn quá đó, thì bây giờ nếu như cái bộ lá nó già hoặc là nó bệnh vàng lá gan xanh thì cũng là biện pháp tối ưu là mình lặt lá thôi. Nếu như mấy anh chị chăm sóc giỏi thì nó có khả năng là kịp, bởi vì từ đây đến tháng 9 nó còn 2 tháng nữa đó mấy anh chị, còn 2 tháng nữa. Nếu như mấy anh chị chăm sóc bữa nay, mấy anh chị lặt lá bữa nay đi, thì đến cuối tháng 7 là cái bộ tàn cây mai mấy anh chị nó đã ra được khoảng một gang tay rồi, khoảng một gang tay rồi. Tại vì khi mấy anh chị lặt lá rồi thì những cái nhánh như thế này nè, nó còn rất là nhiều cái mầm chồi nhỏ nhỏ, mấy anh chị lặt rồi thì những cái mầm chồi đó bắt đầu nó sẽ bung ra. Thông thường mình trồng cây mai phôi á là 20 đến 25 ngày đâm chồi để nhánh, còn cái cây mai của mình thành phẩm rồi nhưng mà vì cái bộ lá nó bệnh nhưng mà nó còn những cái mầm chồi tiếp theo, nó màu ra lá hơn là cây mai phôi nghe mấy anh chị. 10 ngày đến 15 ngày là nó đã đâm chồi để nhánh rồi. Còn nếu như mấy anh chị muốn thúc nó á, là trên tàn mấy anh chị phun ROT2. Những cây mai tàn yếu mấy anh chị muốn thúc tàn á, muốn cho nó đi tàn nữa là mấy anh chị phun ROT2 hàng tuần cho nó. 7 ngày 10 ngày phun ROT2 một lần. Tưới rượng rễ và hữu cơ cũng vậy ha. Còn tưới phân thì mấy anh chị muốn tưới thúc là 15 đến 20 ngày tưới một lần. Mà khi cây mai mấy anh chị nó đã thành phẩm rồi, bộ tàn nó nhiều rồi thì một tháng mình tưới một lần. Em anh chị.
Còn anh chị nào muốn tạo nụ cho cây, muốn tạo nụ cho cây á, thì ví dụ như những anh chị ở ngoài miền Bắc thì cái giai đoạn này mấy anh chị tạo nụ là vừa rồi. Thì nếu như cây mai mấy anh chị mà tàn nhiều á, mấy anh chị muốn bón phân tạo nụ cho cây từ từ á, là mấy anh chị nên bón phân DAP. DAP có 18 đạm 46 lăng và không kali, vừa tạo nụ cho cây vừa phân hóa mầm hoa mà nó vừa giữ cho bộ lá cây mai mấy anh chị nó xanh luôn. Ở ngoài Bắc á, thì thời tiết vào đó nó rất là lạnh, rất là lạnh, mà đến thời tiết lạnh rồi á, cái bộ lá cây mai mấy anh chị nó dễ dễ già lắm, nó dễ già lắm, nhưng mà cái tỷ lệ mà nó nở sớm rất là thấp, bởi vì ngoài đó lạnh hả mấy anh chị. Rồi thêm cái vấn đề thứ ba nữa là trong thời gian này mấy anh chị phải phun thuốc sâu và nhện cho cây mai nha, luôn giữ cho cái bộ lá cây mai mình xanh tốt, luôn luôn để cho cây mai mình đi chòi đúng theo từng cái giai đoạn của cây. Những cây mai tàn yếu á, là mấy anh chị phải phun thuốc nấm bệnh. Mấy anh chị muốn phun thuốc nấm bệnh hay nhất chính là thằng Man Z. Nếu như mấy anh chị trồng nhiều á, phun thằng Man Z luôn luôn giữ cho bộ lá cây mai mình xanh và vẫn tiếp tục cho nó đâm chồi để nhánh nó nghe mấy anh chị. Đến tháng 8, tháng 9 rồi mình mới coi cái tình huống nó như thế nào đó, rồi mình mới cầm kéo ra mình coi tàn. Nếu như bộ tàn mà nó mắc cân đối á, cầm kéo ra coi tàn, đó cũng là biện pháp tạo nụ cho cây. Còn xong dùng mấy anh chị bón ba số hoặc là mấy anh chị bón phân DAP nó cũng vẫn được, nhưng mà nó giữa phân NPK ba số á, và phân DAP á, thì nó tùy theo cái cơ địa của cây, tùy theo cơ địa của cây mà mình bón. Thì chừng chừng nữa em sẽ chia sẻ những video tiếp theo nữa mấy anh chị. Được rồi, thì hiện tại giờ em đang quay video cũng tối rồi, mấy anh chị có thương em hãy nhớ cho em một like, anh chị nào mà chưa đăng ký hãy đăng ký ủng hộ giùm cho em mấy anh chị. Dạ, cuối video thì em xin chúc cô chú anh chị và các bạn được vui vẻ mạnh khỏe và thành công nha. Dạ, em xin chào chú anh chị và các bạn nha. Mấy anh chị thấy cái màu trên màn hình đó, nó bạc màu rồi đó, nghĩa là tối mấy anh chị.